Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một căn nhà thuộc quận Hà Đông giá rất là hợp lý. Chỉ 1 tỷ 920 triệu đồng cả nhà và đất xây 4 tầng, diện tích 33m², hướng ngả là hướng Tây Bắc. Mặt tiền của ngôi nhà 3m5, mặt hậu của ngôi nhà 3m5 và chiều dài 9m4 mọi người ơi. Với căn nhà này thì theo hiện trạng chỉ việc dọn đồ về và ở ngay, đường ngõ sân trước nhà cách với đường ô tô đi lại chỉ 50m thôi. Còn ở đây tận dụng được một cái khoảng sân trước nhà rất là rộng quý vị nha. Và với cái căn nhà này cụ thể thì nó thuộc tổ 14 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, 1 tỷ 920 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Và đây là căn nhà mà Ngọc Anh muốn giới thiệu tới mọi người, hướng của nó là hướng Tây Bắc mọi người nha. Toàn bộ phần mặt tiền của ngôi nhà thì ở xung quanh đều được ốp gạch rồi, và với cái thiết kế của ngôi nhà hai lớp cửa chính thì bên ngoài là cửa inox 304 và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Mời người theo em cụ thể vào cái thiết kế của ngôi nhà. Tầng 1 của ngôi nhà thiết kế phòng khách và phòng bếp, cầu thang ở giữa. Thì đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà, phần hoàn thiện của cái căn nhà này. Thì kích thước gạch đây mọi người có thể nhìn thực tế, gạch là gạch vân đá mọi người ạ. Nó không như một số nhà mà Ngọc Ánh hay quay thì cái vân đá màu trắng, thì với cái căn nhà này thì nó cái màu gạch nó cũng khá là đặc biệt. Phần sơn hoàn thiện của ngôi nhà xong hết, toàn bộ là phần màu trắng. Và đây là cái phía trần thạch cao của ngôi nhà. Như quý vị nhìn thực tế, chủ nhà thiết kế khá là cầu kỳ mọi người nha. Đó, toàn bộ trần phào, chỉ phào đều được sơn mạ vàng mọi người ạ. Rất là bắt mắt, rất là đẹp. Giá, quan trọng là phần giá, thì cái căn nhà này nó lại giá vô cùng hợp lý của khu vực tính đến thời điểm hiện tại, 1 tỷ 920 triệu đồng. Mà với cái căn nhà 33m² thiết kế hài hòa lắm luôn ấy. Mời theo em vào cái phần phòng bếp của ngôi nhà. Đây là phần phòng bếp. Đây ạ. Với cái không gian bếp được hoàn thiện xong chỉnh chu rồi. Căn nhà này hồ sơ điện, hồ sơ nước đều được lắp đặt đầy đủ. Chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Với quý vị nào mà muốn vay ngân hàng thì cái căn nhà này quý vị chi trả trước giúp Ngọc Ánh khoảng tầm 700 triệu tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm với và tối thiểu là 3 năm mọi người nha. Từ cái vị trí căn nhà này mà đi ra tới bến xe Yên Nghĩa thì nó khoảng tầm 4 km, cách với ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông nó cũng khoảng tầm 4 km, gần với trường đại học Phenica, gần với lại trường đại học thể dục thể thao. Cái căn nhà này nó ra tới trục đường quốc lộ 6 ấy mọi người ạ, thì nó chỉ phạm vi khoảng tầm 1 km thôi. Nói chung giao thông đi lại rất là thuận tiện. Cụ thể thì nó vẫn là thuộc quận Hà Đông mọi người nha. Đó, đây là cái phần phòng bếp rồi ạ. Toàn bộ mặt bếp thì ốp đá granite, chậu rửa, vòi rửa được thiết kế lắp đặt đầy đủ hết cả rồi. Chỉ việc xách vali về và ở ngay, quý vị chi trả trước giúp Ngọc Ánh 700 triệu tiền mặt thôi, thì còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa 25 năm với lãi suất ưu đãi nhất nha. Đó, đây là cái phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh rất là rộng nha mọi người. Đây, phòng vệ sinh ở phía dưới tầng 1 thì đáp ứng cho quý vị là vòi xịt, vòi rửa này, lavabo này, bột cầu và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Wow, đây hệ thống tay vịn cầu thang, cổ trụ cầu thang, quý vị nhìn thực tế cho Ngọc Ánh nha. Căn nhà này thiết kế rất là cầu kỳ cũng như là chỉnh chu từng tí một luôn ý mọi người ạ. Đây, hai bên tay vịn cầu thang đây, tay vịn cầu thang thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Đó, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Như vậy Ngọc Ánh đã review cụ thể chi tiết tầng 1, đường hướng, giá cả cũng như vị trí rồi. Mời người theo em lên khám phá thiết kế ở bên trong căn nhà tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà nha. Ngọc Ánh đang bước chân lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Thì đây, với cầu thang ở giữa, thiết kế hai phòng ngủ hai bên. Đó, đây là căn phòng ngủ ở phía bên trong. Cửa sổ thông thoáng mở ra phía bên ngoài đây, rất là mát mọi người ạ. Đó, căn nhà này thì phía trước là hướng Tây Bắc, tuy nhiên thì cái phía sau của nó thì là hướng Đông Nam, cho nên rất là mát. Mở cái cửa này ra mát cực kỳ luôn. Đây là cái phía phòng ngủ phía bên trong. Ống chờ dây chờ áp chờ điều hòa đây có sẵn rồi, mọi người chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Đây là cửa thông phòng mọi người nha. Đây. Đó, có như thế nào thì Ngọc Ánh quay và review cụ thể chi tiết cho mọi người. Thực ra thì nó không thể đẹp bằng gỗ được, nhưng mà tuy nhiên thì nó tối thiểu cái chi phí đi thì là chủ nhà mới để được cái giá nó hợp lý như thế này mọi người ạ. Đây là cái phía phòng ngủ đằng trước, hướng ra cái phía phần mặt tiền của ngôi nhà, thì cái phòng ngủ này nó có rộng hơn so với phòng ngủ phía bên trong. Với cái phòng ngủ này Ngọc Ánh ướm chừng nó khoảng tầm 10 đến 12 mét, nhưng mà cái phòng ngủ ở phía bên trong thì nó chỉ được tầm 8 đến 9 mét thôi mọi người ạ. Đó. Đấy.
Nói chung là phòng nào cũng có cửa sổ thông thoáng, ngập tràn ánh sáng vào trong cái căn phòng này. Quan trọng nó là vị trí. Vị trí nó ở xa cho nên giá nó rẻ. Cũng rất là nhiều quý khách hàng thắc mắc với Ngọc Ánh là ô tại sao cả một cái căn nhà 4 tầng xây như thế mà sao giá lại rẻ thế hả em? Hay là đất không có sổ, đất không có sổ thì không được xây đâu ạ. Cho nên là Ngọc Ánh muốn chia sẻ với mọi người, quan trọng nó là cái vị trí bất động sản xa, gần ven trung tâm, gần trung tâm. Gần trung tâm thì giá nó khác, đường ngõ ô tô nó khác, đường ngõ xe máy nó khác, đường ngõ cụt, ngõ thông nó khác. Cho nên quý vị nào muốn tìm hiểu về bất động sản cũng như là muốn tư vấn được những cái căn nhà ưng ý nhất thì cứ bốc máy lên và gọi cho Ngọc Ánh. 5 phút là ra ngay được vấn đề và số điện thoại ở trên màn hình mọi người nha. Đây là phòng vệ sinh tiếp theo ở cái tầng 2 của ngôi nhà. Đó. Phòng vệ sinh ở tầng 2 đây, đáp ứng cho quý vị về cái bồn cầu cũng như là hệ thống sen tắm, lavabo. Vậy thôi. Nói chung là thiết kế nó đơn giản, nó không phải quá cầu kỳ, nó cũng không phải quá là cao cấp mọi người ạ. Bởi vì cái giá nhà nó như thế thôi. 1.920.000.000 đồng. Ngọc Ánh vẫn cứ nhắc đi nhắc lại với mọi người giá bán hiện tại. Mời người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Đây là phía tầng 3 của ngôi nhà. Như vậy khi mà vừa bước chân lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà thì cái căn nhà này có những 4 phòng ngủ riêng biệt quý vị nha. Đây, phòng ngủ ở thiết kế ở tầng 2 và tầng 3 thì nó như nhau thôi. Đó. Tuy nhiên ở trên phía tầng 3 này thì chủ nhà không thiết kế trần thạch cao, thiết kế trần thường thôi mọi người nha. Đó. Nói chung là có như thế nào thì Ngọc Ánh quay như thế. Với cái căn nhà này Ngọc Ánh nhận xét ở phía dưới tầng 1 thì cầu kỳ và trên phía tầng 2, 3, 4 thì cực kỳ đơn giản. Đó. Còn đâu thì đáp ứng tiêu chí công năng sử dụng cho mỗi người 4 phòng ngủ. Đó. Phòng ốc thì cũng rất là phòng nào cũng sáng, cũng rất là rộng. Đó. 4 phòng ngủ riêng mọi người ạ, phòng khách, phòng bếp riêng rồi. Mọi người theo em lên trên phía tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và đây là phía tầng 4 của ngôi nhà. Quý vị ơi, đây là phía ở trên tầng 4. Quý vị nhìn thực tế rồi em. Ở đây chủ nhà có thiết kế cho mình một cái chăn như thế này rồi. Đó. Không đổ mái mọi người nha. Và đây là mái thái. Với tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như thế này. Xung quanh dân cư đông đúc. Đó. Và cái quanh khu vực này thì nó vẫn còn rất là nhiều cây xanh mọi người ạ. Đây mọi người có thể nhìn thực tế giúp em nha. Đấy nó có như thế này này. Đây. Dân cư này, vườn tược này. Rất là thoáng. Với cái căn nhà này tính đến thời điểm hiện tại thì ở bên cạnh và đằng sau chưa xây dựng. Cho nên nó rất là thoáng, vô cùng thoáng luôn ý mọi người. Giá bán thì cũng hợp lý. Wow, mát kinh khủng luôn. Mọi người ạ, 1.920.000.000 đồng. Quý vị chi trả trước giúp Ngọc Ánh 700 triệu tiền mặt, phần còn lại ngân hàng hỗ trợ. Và mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này, vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại ở trên màn hình nha. 0983 013 403 hoặc 0888 041 414. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị của em ở những video sau.